Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Emelina Beauty Official. Hôm nay thì Emily vừa mới tạo được một cái em loa mini Bluetooth hát karaoke kèm hai mic có giá là 499.000 của hãng JVJ. Các bạn mua trên Shopee Mo nha các bạn. Thì bây giờ cùng Emily unbox em nó nha. Lần đầu tiên Emily mua thử xem là như thế nào mọi người. Nó có loại một mic và loại hai mic. Mà nếu mà các bạn mua loại một mic á, thì mình tốn hết 399, trong khi các bạn chỉ cần bỏ thêm 100.000 nữa là mua được hai mic luôn. Thì ở đây có 5 màu là đen, trắng, vàng, xanh, min, hồng. Thì Emily mua màu hồng. Ở đây thì nó còn có một cái thẻ bảo hành trong vòng 6 tháng cho mình nếu như mà có trục trặc gì. Và các bạn nhớ là khi mà unbox thì quay video giống vậy nè để có gì dễ khiếu nại nha. Trong này sẽ có một cái dây cắm sạc, một đầu USB và một đầu Type-C. Đây nè các bạn, có hai mic thì Emily mua cái màu hồng á mọi người, nhìn cưng xỉu luôn mọi người. Cái mic của mình nó có một cái đuôi chấu Type-C ở đằng đuôi này nè để mình cắm sạc nha. Thì ở đây là hai mic của mình cầm nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn mọi người. Và nó có 4 cái nút, thì lát nữa Emily sẽ cho các bạn xem là 4 cái nút đó là có tác dụng gì nha. Bây giờ thì mình qua cái phần chính, đó là cái phần thân máy. Đây là một cái loa Bluetooth không dây, hai mic cũng không dây. Mà các bạn thấy cái packaging của nó không? Rất là dễ thương luôn, mà đóng gói cũng chắc chắn nữa. Có cái quai sách như thế này nè mọi người. Đó, thì ở trên này có cái núm vặn á mọi người, là vặn volume mọi người. Đó, rồi ở đây thì có những cái nút bấm. Thì lát nữa Emily cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đằng sau có chữ bass nè mọi người. Rồi có cái chấu cắm Type-C, chấu chấm USB. Nói chung là cũng rất là đầy đủ á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ test thử, là mình sẽ gỡ hai cái mic ra. Bây giờ Emily sẽ test thử một mic trước nha. Bây giờ là mình sẽ bấm cái nút on off trên cái máy và bấm nút on off trên cái mic, và các bạn sẽ nghe cái tiếng bụp bụp. Emily đang quay bằng điện thoại cho nên Emily sẽ kết nối Bluetooth với lại cái MacBook của Emily nha mọi người. Thì bây giờ là sau khi mà các bạn kết nối Bluetooth xong, các bạn sẽ nghe cái tiếng nhạc tanh lên giống hồi nãy đó. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc vô YouTube và chúng ta hát karaoke thôi. Thì ở đây Emily có sẵn bài tự sự nè mọi người. Bây giờ Emily hát thử nha. Ừ thì ai cũng có kỷ niệm buồn khó quên. Ừ thì ai cũng có những nỗi thao thức vô hình không tên. Phải chăng đã yêu quá nhiều, phải chăng nhận tha quá nhiều, phải chăng nhìn đau giăng xé, nhưng sao ta cứ nuôi hy vọng. Ừ cuộc đời vẫn thế, ngày và đêm giống nhau. Ừ cuộc đời vẫn thế, đâu ai muốn sống mãi trong ô sầu. Biết phải làm sao, biết đi về đâu, biết nơi nào có ngang, có ghé ngang qua đời ơi. Hợp tan như gió cứ đến rồi đi thật nhanh, giống yêu thương kia mộng manh, cũng như chuyện về chiếc lá đến lúc phải xa tay. Nếu như một mai thức giấc ngủ mê, có quên được ngàn câu ước mê, vui vào ký ức của về, ở thì cuộc đời vẫn thế. Thời gian
thôi. Đừng tin vậy đi, cứ tin dấu cho niềm tin dần xa xôi. Dù năm tháng nhạt nhòa phôi pha, tôi vẫn thế. Chuyện bạc ngàn như gió cứ đang gió đi ngọt nhạt, giống như thương kia mộng bay, cũng như chuyện về chiếc lá đêm đông phải xa ai. Nếu như một bài thơ sao không bé, có quay được anh có ước thề. Nói gì nữa bây giờ, 9 trên 10 cho cái sản phẩm này mọi người ơi, rất 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 là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Chỉ khoảng có 500 ngàn mà các bạn hát được 2 mic và có thể chung vui cùng bạn bè, xách đi du lịch nè, xách đi đây đi đó, nói chung rất là nhỏ gọn luôn, âm thanh cũng rất là hay nữa. Emily là một người đam mê ca hát, mà mình đánh giá cái loa này là rất là ok la, cũng gần na ná với cái loa bự nhà Emily luôn á. Các bạn có thể tham khảo nha. Bye.